Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chai TV. Chúng ta tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về SQL Server các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng having. Thì đây là cách sẽ giúp cho chúng ta có thể lọc được dữ liệu sau khi chúng ta đặt group by. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cấu trúc của câu lệnh này. Thì ở trong SQL các bạn, à, chúng ta sẽ có hàng loạt những cái câu lệnh, ví dụ như là select nè, from, where, group by và order by những cái này chúng ta đã học rồi, chúng ta đã được làm quen ở trong những cái video trước. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cái nữa đó là cái having. Và sau cái having thì chúng ta sẽ có một cái đó là cái condition. Như vậy, à, cái sự khác biệt giữa cái thằng having và cái thằng que là gì? Trong khi cả hai thằng này đều có condition hết. là Có nghĩa là nó sẽ là những cái mệnh đề, điều kiện đó các bạn. Và những cái mệnh đề này nó phải cho chúng ta cái giá trị là đúng hoặc là sai. Thì các bạn có nhớ rằng khi mà chúng ta group by á, À, chúng ta có thể à, kết hợp nó à, sử dụng với những cái hàm ví dụ là hàm min nè hàm max nè hàm à, sum nè hàm average nè rồi hàm count đúng không thì những cái hàm đó, đó các bạn không có bỏ vào trong cái phần where này được để mà chúng ta tính toán cái điều kiện khi mà chúng ta group by mà chúng ta phải bỏ cái điều kiện đó vào bên trong cái thằng là having condition này à tức là khi mà các bạn group by rồi thì những cái cột mới nó được phát sinh ra đó ví dụ như là cột tính giá trị trung bình nè, cột tính giá giá trị tổng nè hoặc là cột đếm số lượng thì những cái đó các bạn không có bỏ vào trong cái thằng que được mà chúng ta phải bỏ vào trong cái phần having và một cái câu à, truy vấn đầy đủ thì nó có thể bao gồm như đây cái 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 cái, à, cái từ khóa tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng hết tất cả những, những những cái từ khóa này này nhưng mà nếu mà nó có sự xuất hiện thì nó phải được tuân thủ theo cái quy tắc là thứ tự như thế này select the from rồi where rồi tới group by rồi having rồi cuối cùng nó là order by để mà dễ hiểu hơn về cái cách sử dụng Helvin thì mình sẽ à, cho các bạn một vài cái ví dụ nhé và các bạn hãy mở cái thằng SSMS ra giúp mình thì đây là thằng SSMS mình đã mở ra sẵn rồi à bạn nào mà chưa có cơ sở dữ liệu not -win ấy, thì các bạn hãy giúp mình xem ở trong cái phần mô tả video mình có một cái video clip hướng dẫn các bạn là các bạn có thể là à, tạo ra được cái cơ sở dữ liệu này để chúng ta có thể bắt đầu thực hành nhé thì à, bây giờ thì mình sẽ quay lại cái ví dụ cái ví dụ của mình là ở trong cái bảng orders là các bạn là những cái đơn hàng đó các bạn thì cái đề nó yêu cầu rằng là hãy cho biết những khách hàng nào đã đặt nhiều hơn 20 đơn hàng và sắp xếp theo thứ tự tổng số đơn hàng tăng dần thì bây giờ cái việc đầu tiên á, là chúng ta cần phải tính toán là mỗi một ông khách hàng ổng đặt được bao nhiêu đơn hàng đã rồi sau đó chúng ta mới lọc ra là các ông khách hàng đó đó là trong những cái người đó thì có những người nào nhiều hơn 20 đơn hàng hay không được chưa rồi sau khi sau nữa thì chúng ta mới tới câu chuyện là sắp xếp đúng không nè rồi, bây giờ thì mình sẽ thử nhé. Mình sẽ mở cái thằng này ra. Thì trước hết á, nếu như mà các bạn select nè, các bạn các bạn select cho mình xem coi mỗi một ông khách hàng á là ổng đã ổng đã đặt bao nhiêu đơn hàng như vậy thì chúng ta phải select cái customer ID đúng không? Rồi, và cái order ID ra. Được chưa? Đó. Và cái này thì chúng ta sẽ select từ đâu? Từ from cái thằng là thằng order. Rồi thì nếu như mà các bạn chỉ có select theo kiểu này thôi á thì à, xin lỗi để mình copy cái điều kiện cái xin lỗi cái yêu cầu của cái bài toán qua ha và chúng ta sẽ tiếp tục làm đây Đó. À, nếu mà các bạn run cái đoạn code này thì cái việc này nè nó mới cho chúng ta biết là cái đơn hàng nào đi với cái mã khách hàng nào thôi ví dụ các bạn thấy đó a là fki a là fki nè ông này ông có ba bốn cái mã đơn hàng này đúng không có ba bốn cái đơn hàng khác nhau này thì bây giờ chúng ta muốn đếm được xem ông này ông có bao nhiêu đơn hàng ấy, thì các bạn phải gì, phải group by group by theo cái customer id, tức là chúng ta phải group by theo cái cái mã khách hàng này và ở đây thì chúng ta sẽ chuyển thành là count là đếm số lượng, đếm số lượng cái id này, các bạn có thể là s ở đây là chúng ta sẽ đặt tên cái cột này là uh, total orders, ok bây giờ mình sẽ run lại thử cho bạn xem nè. Thì ví dụ là ông là A là FKI 1 2 3 4 5 6 thì ông này có 6 đơn hàng đúng không? Thì mình skill thử các bạn thấy không? Đây. Cái mã là A là FKI là 6 đơn hàng. Đó các bạn hiểu 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 kịp không ạ? À? A, A T R là có 4 đơn hàng vân vân. Đó, có những cái mã khác thì nó có thể là có nhiều rất nhiều nhưng bây giờ cái đề bài yêu cầu chúng ta là phải lọc ra những khách hàng nào có nhiều hơn 6 có nhiều hơn 20 đơn hàng thì bây giờ các bạn không thể que được các bạn các bạn không thể là nào mà các bạn sử dụng cái thằng cái thằng que chỗ này được ha các bạn không thể que que ở đây được các bạn mà que cái này là nó sẽ sai liền where house này nè các bạn cho nó lớn hơn 20 các bạn rung thử cái đồng cốt này đi thì nó sẽ bị lỗi à, nó sẽ bị lỗi nó không nó, nó không có lên được thì cái thằng những cái cột mà khi mà các bạn rất by rồi á thì chúng ta phải à, sử dụng cái thằng heaving ví dụ như thằng thằng custom id thì các bạn có thể que được nhé còn cái này á, là các bạn đã đã tính toán lại các bạn đặt rất by nó lại thì các bạn phải lọc heaving ở đây các bạn phải à, heaving cái gì heaving cái cows. này nó lớn hơn 20 các bạn không được sử dụng cái alas chỗ này nha các bạn không được lấy cái alas các bạn bỏ xuống đây mà các bạn phải lấy nguyên cái hàm này các bạn bỏ xuống đây giúp mình mình sẽ có một cái video uh, chi tiết nói về cái việc là thứ tự là ví dụ như có câu lệnh như thế này thì nó sẽ chạy cái thằng nào trước rồi chạy cái thằng nào sau a à, thì các bạn uh, mình sẽ để nó ở một cái video khác nhưng mà trong cái bài này thì mình muốn nói với các bạn rằng trong cái thằng heo vinh các bạn không được sử dụng cái alas ở đây mà các bạn phải sử dụng cái cái cái, cái hàm của các bạn ở đây à, thì bây giờ mình sẽ run lại nè các bạn sẽ thấy nó chỉ còn lại là những cái những cái khách hàng nào mà có cái cái gì ta có cái tổng số đơn hàng nó lớn hơn 20 thôi cái đề thì nó chưa yêu cầu ở đây nó chưa nó chưa dừng ở đây mà nó còn là order by nữa là nó yêu cầu là sắp xếp theo cái uh, tổng số đơn giảm dần thì các bạn phải sắp xếp thêm như thế này order by Đó, sắp xếp cái này giảm dần các bạn thấy không ạ rồi, mình lên thử nha. sql đấy phải không? 31, 30, 28. Như vậy, trong một cái câu lệnh vừa rồi, nó có hai dòng thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải vận dụng rất là nhiều cái kiến thức mà chúng ta đã học. Select nè, from, group by order by và hôm nay thì chúng ta học thêm cái helping nữa thì helping nó sẽ áp dụng cho những cái cột mà các bạn đã bị group by lại ví dụ các bạn tính count, tính sum tính min tính max tính average vân vân thì chúng ta vẫn phải sử dụng cái helping này các bạn nhớ nha rồi ok à, bạn nào mà chưa kịp cái ví dụ số 1 thì các bạn có thể xem lại cái ví dụ này trước rồi sau đó chúng ta hạ chuyển sang những cái ví dụ tiếp theo nhé À, mình sẽ chuyển sang ví dụ số 2 mỗi một mỗi một video thì mình sẽ cố gắng làm vài cái ví dụ để các bạn có thể hiểu được cái vấn đề và các bạn có thể là vận dụng nó cho những cái bài tập sắp tới nhé rồi cái ví dụ số 2 là trong cái bản product các bạn thấy đây là bản product đúng không thì nó yêu cầu là lọc ra những nhà cung cấp sản phẩm có tổng số lượng hàng trong kho là unit in stock lớn hơn 30 thì đây nè nhà cung cấp thì nó có là, có là supplier ID tức là cái mã của nhà cung cấp nè bây giờ thì chúng ta cần phải đếm xem là à, tổng số lượng hàng trong kho của từng cái nhà cung cấp và bây giờ chúng ta phải lấy ra là lớn hơn 30 và có trung bình đơn giản là à, unit price là dưới 50 nữa như vậy là nó hai điều kiện là các bạn à, các bạn đọc thì các bạn thấy nó hơi khó hiểu đúng không bây giờ thì mình sẽ copy cái câu cái yêu cầu cái bài này vào rồi mình sẽ làm từng bước các bạn sẽ thấy nó dễ hiểu ngay thôi ha. tổng số lượng hàng và có trung bình đơn giá có giá trị dưới 50. Ok, cái bài này thì chúng ta sẽ làm việc ở trong cái bảng product hay Bây giờ mình sẽ gõ hàng loạt thứ cho các bạn nè. From nè. Where nè. Rồi. À uh, having nè. Rồi. Group by nè. Và cuối cùng là order by. Thì các bạn có cái thằng nào thì chúng ta sử dụng thằng đó còn không có thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đúng không? thì bây giờ trong cái bài này thì chúng ta sẽ select từ cái bảng product ra được chưa và xin lỗi select bảng product thì nó phải để trong cái phần from nè và các bạn sẽ lấy ra cái gì các bạn sẽ lấy ra những cái nhà cung cấp thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ lấy ra cái column là column là nhà cung cấp nha category id ở đây và sau đó các bạn sẽ cần phải gì các bạn phải tính tổng số lượng hàng trong kho thì chỗ này các bạn phải sum sum theo cái gì theo cái unit in stock và các bạn phải tính cái trung bình đơn giá nữa ở đây các bạn sẽ cho mình cái cái s nhé cái s là mình sẽ copy cái chữ này lại nha rồi total units in stock và mình mình xuống dòng đi để cho các bạn dễ theo dõi cái tầng thứ hai đó là mình phải tính trung bình cái và tính trung bình cái đơn giá là unit price ở đây nhá. Và ở đây thì mình sẽ cho nó S S cái này nó là à, à, là cái gì? À, trung bình AVG unit price. Ok, đó. Như vậy là mình sẽ lấy ra ba cái cột này. Nhưng bây giờ cái đề bài nó yêu cầu chúng ta là và có trung bình đơn giá và có trung bình đơn giá là dưới dưới cái gì đó các bạn? Và và có tổng số lượng này sum này nè. Nó lớn hơn 30 thì cái này nó phải lớn hơn 30 nhé và cái điều kiện số 2 thì các bạn có thể em các bạn nhớ không cái cái mà cái mà để cái toán từ em này chúng ta đã học rồi đúng không rồi sau đó các bạn sẽ có AVG là average của unit Prime. thì nó phải bé hơn 50 đó như như vậy đây là cái điều kiện nhé còn group by thì chúng ta phải group by theo theo cái gì các bạn các bạn phải group by theo cái category ID cái bài này nó có yêu cầu chúng ta điều kiện que nào không không có chúng ta bỏ nó đi nó có yêu cầu chúng ta sắp xếp không không có chúng ta bỏ nó đi như vậy thì câu lệnh cuối cùng của chúng ta nó sẽ là như thế này các bạn hiểu kịp không ạ rồi ok các bạn chờ mình chút xíu để mình lưu cái này lại cho nó chạy ăn ha để trang làm mà mất điện như đó nó mất luôn thì mất công gõ lại rồi ok À, xin lỗi cái group buy này chúng ta bỏ trên thằng helvin nha các bạn nhé nãy mình, nãy mình đánh đánh sai thứ tự sorry các bạn mình cái group buy nó phải nằm ở trên thằng helvin nhé rồi giờ mình sẽ lên thử nè thì các bạn sẽ thấy ở đây đây là tất cả những cái à, nhà cung cấp mà các bạn mình xin lỗi nha các bạn nha. ở đây là nó yêu cầu chúng ta lấy ra cái nhà cung cấp chứ không phải là mã thế loại mình sửa làm một chút là supplier id nhé và chỗ này nó cũng là group buy theo supplier id đó. rồi lên lại cái đoạn code này nhé skill đây đây là những cái nhà cung cấp mà có cái tổng đơn hàng trong kho lớn hơn 30 và đây các bạn thấy không không có cái thằng số 10 số 9 lên số 11 luôn nè đó và có trung bình đơn giá là dưới 50 đó các bạn thấy không ạ các bạn thấy ở đây chúng ta phải sử dụng thằng Helvin tại sao chúng ta phải sử dụng Helvin mà chúng ta không sử dụng Where tại vì á cái giá trị chỗ xâm đây nè và cái giá trị tính trung bình chỗ này nè là nó đã được group by lại theo từng cái nhà nhà sản xuất rồi do đó chúng ta không sử dụng que được các bạn sử dụng que là nó sẽ báo lỗi ngay à trong tình huống này chúng ta cần phải sử dụng một cái thằng đó là Helvin đó các bạn hiểu kịp chưa đó, đó là ví dụ số 2 nha rồi ok rồi làm thêm một vài ví dụ nữa các bạn nhé làm càng nhiều thì chúng ta sẽ càng càng quen tay và chúng ta sẽ hiểu nó nhiều hơn thôi à cái ví dụ số 3 thì chúng ta lại quay về cái table là table orders là table đơn hàng của chúng ta đó, thì nếu còn chúng ta là hãy cho biết tổng số tiền vận chuyển của từng tháng. Như vậy thì chúng ta phải group by theo từng cái tháng một ha trong nửa năm sau của năm 1996 và sắp xếp theo tháng tăng dần. Cái ví dụ này thì nó sẽ hơi phức tạp hơn chút, nhưng mà à, mình cũng sẽ làm cho các bạn từng bước để các bạn có thể hiểu rõ được vấn đề nè. À, có thể bây giờ thì các bạn, các bạn suy nghĩ các bạn sẽ chưa có có cái phương án để các bạn giải ngay vì chúng ta là chưa có quen thuộc với cái cái việc là chúng ta sử dụng cái thằng Helvin đúng không, à, thì bây giờ mình sẽ giải cho các bạn nhé. các bạn cứ gõ hết tất cả mọi thứ đi, chúng ta sử dụng cái gì rồi chúng ta bỏ đi cái gì, à, select này ha from rồi, where, đúng không rồi, các bạn sẽ có là uh, group by nha yeah. Helvin và cuối cùng là order, order by đây là tất cả những cái từ khóa mà nó có thể xảy ra khi các bạn gọi một colon select thì bây giờ chúng ta sẽ thử nhé thứ nhất cái đề bài này nó yêu cầu chúng ta dựa trên cái bảng nào à dựa trên cái bảng orders đúng không đây các bạn sẽ from order nè bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái gì chúng ta sẽ phải lấy số tiền vận chuyển của từng tháng của từng tháng như vậy là chắc chắn là các bạn phải lấy cái mint cái mint của những cái đơn hàng mà đã được giao đúng không các bạn hiểu kịp không mình thì ở đây các bạn sẽ sẽ sẽ, sẽ sắp xếp cho cái gì đây cái mình thì chúng ta sẽ lấy từ đâu chúng ta sẽ lấy từ cái cột là cột ship test nghĩa là cái này là cái ngày mà chúng ta vận chuyển đó và chúng ta sẽ lấy cái tháng ra rồi ở đây thì các bạn sẽ sum cái gì các bạn sẽ phải sum cái tổng số tiền vận chuyển tổng số tiền vận chuyển thì nó là phrase ở đây các bạn hiểu kịp chưa đó các bạn hiểu kịp chưa đây là chúng ta lấy cái tháng đó nè và chúng ta sẽ sum theo cái này rồi, ok. Với điều kiện là gì các bạn? Điều kiện là chúng ta chỉ lấy nửa năm sau của năm 1996 thôi. Của năm nửa năm sau của năm 1996 của tức là cái ngày ship date của chúng ta nè. À, nó phải between cái thằng nào các bạn? Between between cái gì nhỉ? Between là nửa năm sau thì các bạn tính là à, từ ngày không từ ngày năm 1996 đúng không? từ ngày từ tháng 7 nè ngày 1 nè cho tới ngày cuối năm đó là ngày bao nhiêu nhỉ các bạn 1996 là tới tháng mấy các bạn tới tháng tháng 12 và ngày cuối cùng của năm là ngày 31 Tây nó như vậy thôi như vậy là ở đây chúng ta có điều kiện là que trong nửa năm sau của năm 1996 thì nó phải là những cái đơn hàng của các bạn phải được giao từ ngày 1 tới tháng 7 cho tới ngày 31 tới tháng 12 các bạn hiểu kịp không nào và ở đây thì mình sẽ group by cái gì à nó yêu cầu là hãy tính tổng tiền vận chuyển của từng tháng như vậy thì chúng ta phải group by theo cái mình này các bạn hiểu kịp không ạ chúng ta phải group by theo cái mình này nhá và cuối cùng á là nó có helping không à cái này không cái bài này nó không có yêu cầu helping đúng không nó không có yêu cầu là à, uh, à, uh, ở đây là nó không có yêu cầu heo thì tạm thời chúng ta sẽ sẽ đóng cái thằng này đi nhé các bạn à, cái ví dụ của mình là không có sử dụng heo thì nó hơi dở nên thôi các bạn cứ cứ làm quen nhé lần tí nữa mình là cách số 2 mình có thể sử dụng thử cái thằng heo coi được không nhé và và cuối cùng là cái gì các bạn nhỉ à và cuối cùng là phải sắp xếp tháng tăng dần thì chúng ta phải sắp xếp cái này nè cái minh này cái mình này nó tăng dần tăng dần thì chúng ta sẽ để là ASC nha đó thì em sẽ lên câu lệnh này thử nha cái thằng heo này đã được đóng lại rồi skill thì các bạn thấy không đây là tháng 7 nè tháng 7 tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11 tháng 12 đây là tổng số tiền của từng tháng các bạn nên chỗ này các bạn nên cho nó S ha các bạn ha ở đây chúng ta sẽ cho nó S một cái alias là cái ví dụ mình đánh là mình ha là tháng nha còn ở đây là mình sẽ S là total rate. là rate là tiền vận chuyển ha rồi mình run là cái này ok sorry các bạn cái đề bài này, cái đề bài này mình đặt ra nhưng mà nó lại không không cần phải sử dụng cái tăng theo nó vẫn nó vẫn giải quyết được vấn đề nhưng các bạn các bạn có hiểu ý không ạ cái tăng theo này nó sẽ xử lý khi nào khi các bạn sử dụng cho những cái hàm là hàm sum nè hàm min hàm max hàm average hàm count thì sau đó thì các bạn muốn kiểm tra cái điều kiện ở đây thì các bạn phải bỏ cái sum cái mắt cái min cái cao đó vào đây à các bạn hiểu kịp không còn ở đây là cái min thì nó group by cho cái này do đó chúng ta không cần phải kiểm tra mà chúng ta chỉ cần kiểm tra là cái ngày giao hàng trong nửa năm sau thôi à, như vậy là xong các bạn hiểu kịp không rất là dễ đúng không rồi chúng ta làm một cái ví dụ khác nhé như vậy cái ví dụ vừa rồi nó không cần phải sử dụng cái thằng heo vinh nhưng mà mình muốn các bạn hiểu được cái vấn đề là à, nếu có cái thằng heo nó tồn tại thì nó sẽ nằm ở vị trí này nhé và ví dụ như bây giờ nó yêu cầu thêm một chút xíu nè mình mình cố tình mình yêu cầu thêm một chút xíu đó là các bạn hãy lọc ra mình mình sẽ sửa cái đề bài lại một chút xíu ha ở đây là cái đề bài này nè mình sửa một chút là mình thêm cái điều kiện chỗ này đó là cái điều kiện đó là à, tổng tổng tiền vận chuyển lớn hơn 1.000 đô các bạn hôm nay chắc các bạn xem video clip này các bạn sẽ thấy cái giọng mình nó hơi lạ đúng không thì sorry các bạn mình đang bị cảm và mình đang bị nghẹt mũi á và do đó là khi mình ghi âm cái video clip này thì cái giọng của mình nó không có giống như những cái ngày hôm trước nó hơi bị bí á các bạn thông cảm giúp mình nhé ok rồi trong cái tình huống này nè nó yêu cầu là tổng tổng, tổng cái, lọc thêm cái điều kiện là tổng tiền vận chuyển nó phải lớn hơn 1.000 thì ở đây là các bạn phải có thằng heo vin chỗ đây Kelvin cho đây và chúng ta sẽ phải là cho cái này nó lớn hơn 1000. Các bạn hiểu kịp không ạ? Đó, như vậy cái thằng Kelvin này được, được sử dụng khi nào? Khi mà chúng ta có những cái hàm ví dụ rồi sum, hàm average, hàm mean, hàm max, hàm count và chúng ta đã group by nó theo một cái điều kiện nào đấy thì các bạn sẽ cần phải sử dụng sum khi mà các, các bạn sẽ cần phải sử dụng Kelvin khi mà các bạn cần có một cái điều kiện nào đó. À đó. Và SQL chỗ này các bạn thấy không? Đây, bây giờ nó chỉ còn lại những cái tháng mà nó có cái tổng giá vận chuyển á, nó lớn hơn là 1 000 nó lớn hơn 1 nghìn, 8, 10, 11, 12. Đây, mất tiêu tháng 7 với tháng 9 rồi. Các bạn hiểu kịp không ạ? À? Đó, nếu như một cái câu lệnh nó có đầy đủ thì nó sẽ là như thế này nha các bạn nha. Rồi, để mình xem coi còn ví dụ nào hay hay nữa không? Rồi, làm thêm một cái ví dụ nha. À, cho biết tổng số tiền vận chuyển của từng tháng trong năm sao? À, hết rồi, hết ví dụ rồi. Thôi thì uh, sau cái ví dụ thì các bạn sẽ giúp mình uh, làm cho mình cái bài tập sau đây. À, và các bạn nhớ là sử dụng cái thằng Helvin nhé. Mình sẽ cho các bạn một cái bài tập như thế này. Các bạn hãy lọc ra những cái thành phố. Các bạn hãy lọc ra những cái thành phố có số lượng đơn hàng lớn hơn 16. Tức là những cái thành phố là Ship City nè. Các bạn thấy, thấy không ạ? Cái cái cột Ship City này nè. Những cái thành phố nào có tổng số lượng đơn hàng lớn hơn 16. Và sau đó các bạn sắp xếp tổng số lượng nó giảm dần tổng số lượng nó giảm dần và nếu như bạn nào có thể giải quyết được cái bài toán này các bạn có thể à, viết được câu lệnh SQL liên quan tới cái thằng having ở trong cái bài của mình thì các bạn hãy comment cái đáp án của bạn xuống phía bên dưới à, có thể là mình sẽ không có phản hồi cho các bạn là cái câu của bạn đúng hay sai nhưng các bạn sẽ có cơ hội để à, trao đổi thêm với những bạn khác các bạn cũng có thể đọc được những cái đáp án từ bạn của mình à, và các bạn có thể so sánh với kết quả của bạn nhé à, hoặc là các bạn cũng có thể là à, đi trao đổi thêm với những các bạn bè khác họ cũng đang học cái video clip này nha rồi sau đó thì mình vẫn có một cái thử thách nhỏ cho các bạn là các bạn hãy dựa trên cái sơ đồ rd của mình tức là những cái table mình cho các bạn đấy các bạn hãy giúp mình đặt ra hai câu hỏi và các bạn hãy comment những câu hỏi các bạn đặt ra ở phía bên dưới cái video cái video này và tất nhiên câu hỏi thì mình rất là hy vọng nó sẽ liên quan tới cái chủ đề là chủ đề having có nghĩa là các bạn sẽ phải cần tính sum tính cao tính min tính max gì gì đó rồi các bạn phải có một cái điều kiện nào đó liên quan tới những cái hàm mà các bạn vừa tính toán và nhớ nhé having nó sẽ được sử dụng khi nào khi các bạn có group by À, khi các bạn có rút bài, các bạn có nhóm cái dữ liệu theo một cái điều kiện nào đấy, thì chúng ta cần phải sử dụng cái thằng Helvin này. Ok không ạ? À? Rồi, à, rất là mong các bạn sẽ chịu khó làm bài tập và các bạn sẽ à, comment cái đáp án của bạn cũng như là câu hỏi của bạn xuống phía bên dưới cái phần video ngày hôm nay nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau nha. Xin chào.